Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trải bài Tarot và Oracle. Thì hôm nay, chủ đề của chúng ta sẽ là suy nghĩ và hành động tiếp theo của họ trong mối quan hệ này là gì? Và đây là những trải bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mong các bạn đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nha. Và chỉ nhận những sự việc có liên quan liên kết với mình thôi ha. Và hôm nay mình có ba cái gói xả đồ comfort tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Và mình mời các bạn hãy chọn cho riêng mình một tụ bài nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với các bạn tụ 1 nha. Hai, xin chào các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn cái gói comfort màu xanh dương này nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem suy nghĩ và hành động tiếp theo của họ trong mối quan hệ với tụ 1 là gì nha. Xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Theo mình thấy thì cái người của các bạn tụ 1 đã từng trong một mối quan hệ rất là hạnh phúc với bạn, và bạn cũng thấy rất là đủ đầy hạnh phúc, viên mãn với mối tình này. Tuy nhiên, hai bạn đã có sự mâu thuẫn và hai người đã gây sát thương cho nhau bằng lời nói. Và họ đang tiếc nuối, có thể là đã ngắt kết nối rồi, và họ đang tiếc nuối nhìn về những cái chuyện đã qua, và họ đang cảm thấy rất là buồn bã và mất mát. Họ ước gì là chuyện này đã không xảy ra tệ đến mức như vậy. Còn bạn đang chịu rất là nhiều áp lực, có thể là vừa áp lực trong công việc lẫn cuộc sống, và bạn đành buông trôi để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Và bạn giống như là một người đang ở ngã ba đường, bạn chưa có đưa ra được cái quyết định nào hết, bạn chưa muốn hành động gì hết, và bạn chỉ muốn suy nghĩ thôi, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ coi để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, chuyện tới đâu hay tới đó. Mình thấy như vậy, và bạn đang cố gắng buông bỏ hết mọi kiểm soát. Và chưa muốn hành động. Cái người này mình thấy họ dành cho các bạn tụ 1 một cái ly cảm xúc tràn đầy, một tình yêu đong đầy, ngọt ngào và thân mật, giàu cảm xúc lãng mạn. Tuy nhiên thì
cái chuyện vừa xảy ra đó nó đã gây cho họ một cái nỗi đau vô cùng lớn, và họ cảm thấy như tận cùng của sự đau khổ, và họ đang cố gắng vượt qua nó. Họ cảm thấy rất là kiệt quệ và bất lực trong cái tình huống này. Đây là một người mình thấy cũng khá là giỏi, và họ có một cái tầm nhìn, đồng thời họ cũng có sự nhiệt tình, sự sáng tạo, họ tự tin và can đảm. Có thể một vài bạn ở đây thì đang yêu xa và người đang này đang ở xa bạn ha. Mình thấy họ cũng đang nhìn về phía bạn á, đang cảm thấy đau khổ và buồn bã, mất mát. Đồng thời thì đây là một người có thể là có địa vị trong công việc. Họ là người biết vạch ra kế hoạch và thực hiện kế hoạch một cách suôn sẻ, chỉnh chu và thành công. Đây là một người có óc mưu lược, nhìn xa trông rộng ha, và có thể là họ đang có nhiều dự định trong cuộc sống của họ, và họ đang cố gắng cân bằng mọi thứ. Còn các bạn tụ một thì mình thấy là đối với bạn dường như là mọi thứ đã sụp đổ rồi, một cách đột ngột luôn, và hiện giờ thì bạn đang ở trong tình trạng là tiến thoái lưỡng nan. Bạn không muốn đưa ra quyết định gì hết, bạn đang chần chừ do dự, không biết là nên buông bỏ hay là tiếp tục, và bạn cảm thấy là muốn dành dành ra cái khoảng không gian riêng để suy nghĩ và chưa muốn đưa ra bất cứ quyết định nào hết. Và bạn đang bị mất phương hướng ha. Bạn bị mắc kẹt và mất phương hướng. Thì mình thấy các bạn tụ hai là ở các bạn tụ một là những người thông minh, sáng suốt, trí tuệ, logic, và một người tự tin, can đảm, và là một người rất là thích sự công bằng và rất là ưa chuộng cái sự thật ha. Tuy nhiên bạn có phần hơi lạnh lùng và cố chấp, và có phần hơi nóng tính nữa. Có thể là lời nói của bạn khi mà bạn nóng giận lên sẽ làm cho người khác cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Và đồng thời bạn cũng đang rất là bận bịu trong cái công việc của mình nữa. Và để coi mình coi cái suy nghĩ của họ hiện tại thì như thế nào ha. Sao suy nghĩ của họ trong cái mối quan hệ này như thế nào? Cái sự chia tay của các bạn là có thể do có sự nhúng tay của vũ trụ vào đây. Có thể hai người đã khá là căng cái trong cái mối quan hệ này, cho nên khi mà giống như giọt nước tràn ly tới tới đúng thời điểm nó sẽ tự bùng nổ và sụp đổ ha. Họ đang cảm thấy rất là nặng nề. Mình thấy thì họ thấy bạn là một người phụ nữ, một cô gái rất là xinh đẹp, dễ thương, thấu hiểu và giàu cảm xúc. Và họ
họ mình thấy họ khi mà làm việc thì họ cũng vẫn nhớ đến bạn và họ đề cao bạn khá là họ họ coi bạn rất là rất họ rất là tôn trọng bạn và họ đánh giá bạn khá là cao ha. Mặc dù bạn giống như một ngôi sao sáng trong lòng họ và mặc dù họ làm việc thì họ vẫn nhớ về bạn, nhớ về những cái hình ảnh của bạn ám ảnh trong tâm trí của họ. Thì mình thấy là có khả năng là họ sẽ muốn tái hợp lại với bạn hoặc là muốn hai người sẽ có khoảng thời gian riêng đi du lịch đâu đó cùng nhau tận hưởng cái sự hạnh phúc trong mối quan hệ này. Và họ đang có thể đang dùng lực hấp dẫn để kêu gọi bạn lại trong cái cuộc sống của họ, có thể là như vậy ha. Và đây là một người rất là chủ động trong cuộc sống, họ có một cái tiềm năng vô hạn, họ biết cách, họ là một người rất là đa mưu túc trí. Đa mưu túc trí là một người biết vận dụng những thứ mình có để biến những cái ước mơ của họ thành sự thật. Và đây là một người có một cái ý chí rất là lớn, rất là mạnh mẽ, rất là giỏi. Họ hy vọng là sẽ có một cái sự khởi đầu mới trong cái chuyện tình cảm này bạn ha. Và hai người sẽ trở nên khôn ngoan trưởng thành hơn, không có bộp chộp bốc đồng như trước nữa, sẽ biết tiết chế kiềm chế cảm xúc của mình hơn. Đồng thời họ đây là họ muốn cống hiến và muốn hoàn thành cái giấc mơ tình yêu của hai người ha. Họ muốn cái mối quan hệ này phát triển và đồng thời họ cảm thấy rất là biết ơn. Nếu mà bạn thực sự thấu hiểu họ đó, họ sẽ vô cùng biết ơn bạn về điều đó. Wow. Wow. Thì hiện tại á họ vẫn còn rất là yêu bạn, tại vì cái tình cảm này á có cái sự đam mê về thể xác, dục dục vọng ở đây. Họ cảm thấy rất là si mê bạn và giống như là bị mắc kẹt trong cái mối quan hệ này. Cả hai đều rất là yêu nhau và rất là gắn kết với nhau, rất là chặt chẽ, thậm chí bạn thấy không, gai nhọn lửa rồi là cũng không ngăn ngăn được hai người này ôm nhau như vậy đó, không thể tách rời nhau được luôn. Và họ muốn là họ sẽ trưởng thành hơn, họ họ mình thấy lần lần này thì họ sẽ trưởng thành hơn và họ sẽ muốn hỗ trợ bảo bọc bạn nhiều hơn. Tuy nhiên thì họ vẫn còn nhiều cái lo âu, băn khoăn, có thể mối quan hệ này hơi mập mờ, cũng còn nhiều cái suy nghĩ, nỗi sợ mà tự họ nghĩ ra, cho nên họ ra đâm ra họ sợ, giống như là họ nghĩ không biết là bạn có tiết chế được không, có thay đổi được cái tính tình, có trở nên trưởng thành hơn không. Họ hy vọng là hai người sẽ trưởng thành hơn, sẽ không có suy nghĩ, sẽ có sự suy nghĩ thấu suốt hơn, suy nghĩ kỹ trước khi nói ha. Và họ hy vọng là hai người sẽ trở nên mật thiết yêu thương nhau nhiều hơn.
và sẽ hòa hợp, yêu thương, gắn bó mật thiết và ngọt ngào hơn xưa. Đồng thời người này mình thấy họ muốn đem đến cho bạn một cái cơ hội về vật chất, tiền tài. Họ muốn cho bạn một cái sự đủ đầy về vật chất ha. Họ muốn cùng bạn xây dựng phát triển tình yêu này vững bền và ổn định, phát triển bền vững. Và muốn có một cái muốn hai người sẽ cùng về chung một nhà, có một mái ấm gia đình hạnh phúc và có những đứa con, có thể là có đứa con gái rất là dễ thương và họ rất là thích các con gái chẳng hạn, thì họ muốn xây dựng một mái ấm gia đình với bạn. Hành động tiếp theo thì mình thấy là họ sẽ tiến đến bên bạn. Tuy nhiên cái ông kỵ sĩ tiền này là một cái ông mà di chuyển rất là chậm ha, họ luôn suy nghĩ kỹ càng rồi họ mới tiến tới. Cho nên cái thời gian mà họ suy nghĩ rồi họ tiến tới thì khá chậm. Cho nên bạn cũng phải gọi là gì? Kiên trì. Đây là một người cũng rất là giỏi kiếm tiền ha. Họ hơi khô khan nhưng mà họ làm việc rất là chắc chắn, nguyên tắc, vững vàng và ổn định. Và đây là một con người thực tế và họ cũng có rất là nhiều sức hút, đam mê công việc, nhiệt tình, sáng tạo ha. Và đây là một người muốn chở che bảo bọc cho bạn, muốn giúp đỡ bạn trong cái cuộc sống. Đúng rồi, cái chuyện tình cảm này có liên quan đến khía cạnh tài chính và sự nghiệp bạn ha. Có thể là hai người do họ quá quan tâm tới sự nghiệp cho nên họ có nhiều lúc họ họ bỏ bê, họ không quan tâm đến bạn, thì bạn đâm ra buồn chán và bạn suy nghĩ tiêu cực, và thế là hai bên có sự tranh cãi và có sự đổ vỡ trong chuyện tình cảm này. What waiting for thì đây là một người đáng để bạn chờ đợi ha. Cái thiên thần muốn nói với bạn như vậy. Và đây là một người có thể ở xa bạn và họ muốn có một cái kỳ nghỉ, một cái chuyến du lịch, hai người rất là hạnh phúc, giống như một cái honeymoon, nó gọi là gì, cái gì quên mất tiêu rồi ta, mình quên mất tiêu rồi, thôi là giống như một chuyến du lịch ngọt ngào, honeymoon giữa hai người. Và có sự tận hưởng những phút giây êm ấm hạnh phúc với nhau. Giống như một đôi vợ chồng trẻ vậy đó. Và hai người có một sự hai bạn có sự che giấu cảm xúc với nhau, không có nói cho nhau thấu hiểu được với nhau, không phải không thấu hiểu được với nhau mà là không có nói rõ cho nhau đứa biết được cái cảm giác của đối phương, tình yêu của mình dành cho đối phương. Cho nên nó gây ra nhiều cái sự mâu thuẫn như thế này, mâu thuẫn không đáng có. Có thể người này nhận thấy là một số trường hợp, có thể người này họ thấy là ở xa họ cũng không dám gây cho bạn nhiều cái sự hy vọng quá, cũng chưa biết tới đâu vì cái tình trạng virus COVID này thì không biết nó sẽ khi nào kết thúc và khi nào có thể mà trùng phùng với bạn, cho nên họ cũng còn che giấu nhiều cảm xúc với bạn lắm. Họ sợ nếu mà không thành thì bạn sẽ đau khổ, có thể là như vậy. Cho nên họ còn che giấu cảm xúc, chưa có dám bộc lộ nhiều cảm xúc. Và cái tình yêu này cần có sự tha thứ và học hỏi từ cái sự chia tay này, từ cái những lỗi lầm này để trưởng thành hơn trong tình yêu. Thì hai bạn cần phải giải thoát, giải phóng và quá khứ và chữa lành nó. Và những kinh nghiệm này sẽ giúp cho hai bạn có một cái giây phút hiện tại hạnh phúc hơn, khi mà hai người đã có sự thấu hiểu nhau, đã có những cái trưởng thành hơn về cái mặt nhận thức và thấu hiểu nhau nhiều hơn.
Pay attention to a red flag. Khi mà người này quay trở lại với bạn thì vũ trụ và các thiên thần sẽ cho bạn những cái dấu hiệu để bạn nhận biết ha. Ví dụ như là bạn đang đứng đi mà bạn thấy gió nó thổi, mà nó giống như một cái con gió mà nó thổi mạnh á, giống như có ai đang tiến ngựa đến với bạn á, bạn sẽ cảm giác được như vậy. Hoặc là bạn sẽ thấy trên trời ha, những cái đám mây nó tụ lại hình hình trái tim nè. Hoặc là bạn sẽ có thể sẽ mơ thấy họ, hoặc mơ thấy điều gì đó, giống như là bạn mơ thấy vũ trụ hay là thiên thần cho bạn một cái món quà nào đó. Hoặc là bạn sẽ thấy những con số lập như là 111, 222, 555, 777 ha bạn ha. Rồi. Thì mình thấy là, để coi mình đang coi cái thời gian nào họ sẽ quay trở lại với bạn, thì mình thấy là có thể là mùa xuân họ sẽ quay trở lại với bạn, và hai bên sẽ có cuộc nói chuyện với nhau, và bạn đang ở trong tình trạng trông ngóng họ ha. Thôi bây giờ mình đừng trông ngóng nữa, bạn càng trông ngóng càng hy vọng thì bạn sẽ tạo ra một cái bức tường ngăn cản họ đến. Cho nên bạn muốn họ đến nhanh á, thì bạn cần phải buông bỏ quá khứ ha. Bạn cứ sống ở hiện tại, bạn cứ vui vẻ hạnh phúc hiện tại, bạn phát triển về cái cuộc sống cá nhân của mình, về công việc của mình, về những cái dự định, những ước mơ ấp ủ mà bạn chưa hoàn thành được, thì bây giờ bạn hoàn thành những cái điều đó, thì bạn trau dồi thêm cho bản thân của mình. Còn họ thì họ vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường sự nghiệp của họ. Khi mà họ đã hoàn thành công việc rồi, họ nhớ đến bạn và họ muốn trở lại, thì lúc đó là hai người sẽ có sự trùng phùng thôi. Vì sự sụp đổ này cũng chính là vũ trụ sắp đặt để cho hai bạn có sự trưởng thành hơn, và hai bạn biết yêu thương bản thân hơn, biết phát triển bản thân nhiều hơn. Rồi khi đó hai cái tần số của hai bạn á, cùng một cái năng lượng, thì hai bạn sẽ trở lại với nhau. Còn bây giờ nếu mà bạn trong cái tình trạng bạn trong ngóng thì nó sẽ tạo ra cái lực, nó đẩy người đó đi xa hơn chứ nó không có thu về. Khi mà bạn phát triển bản thân bạn rồi á, bạn không nghĩ tới nhiều họ nhiều, họ chỉ bạn chỉ nghĩ tới bản thân bạn nè, bạn nghĩ tới sự nghiệp, cuộc sống hiện tại, thì tự nhiên sẽ có một cái lực hút từ bạn hút họ về, vũ trụ sẽ đưa họ trùng phùng lại với bạn ha. Mình thấy là mùa xuân thì họ sẽ quay trở lại với bạn á. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Thì để giải đáp trả cho đã trả lời cho cái câu hỏi là suy nghĩ của họ, thì họ cũng đang rất là đau khổ, buồn bã và mất mát, tuyệt vọng. Thì bây giờ họ đang cố gắng chữa lành và họ muốn có một cái sự khởi đầu mới. Tuy nhiên hai người phải có cái sự trưởng thành, thấu hiểu hơn trong cái suy nghĩ, và bạn nên tin tưởng họ nhiều hơn. Bạn quên thôi, tin tưởng và thấu hiểu họ, hai người hãy trở nên khôn ngoan hơn và đừng có cái sự tiêu cực làm cho hai bạn trở nên bốc đồng, và hai người phải biết tiết chế nhiều hơn thì cuộc tình này mới có thể phát triển được. Thì mình thấy là hành động tiếp theo thì họ sẽ quay trở lại đó, nhưng mà bạn đừng trong cái tư thế chờ đợi mà hãy phát triển bản thân mình trước đi. Rồi mình bạn mới có thể thu hút được họ trở về với bạn. Và có thể là thời gian là mùa xuân bạn ha. Mùa xuân thì họ sẽ về với bạn á. Và tình yêu này cần có sự tha thứ và từ học hỏi từ đó để phát triển trở thành một cái con người trưởng thành hơn trong chuyện tình yêu. Không còn cái sự che giấu hoặc là cảm xúc hoặc là cái sự bốc đồng giữa hai bên nữa. Và không có cái sự tranh cãi nảy lửa ở đây nữa, mà chỉ có sự thấu hiểu yêu thương cho nhau nhiều hơn thôi.
Rồi xin chào các bạn tụng một nha. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy đăng ký, bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi, xin chào. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn cái gói comfort màu xanh dương này, ở màu xanh này là xanh ngọc này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với các bạn tụ hai để xem cái người của tụ hai họ đang suy nghĩ và hành động tiếp theo của họ là gì nha. Đang suy nghĩ gì và hành động tiếp theo của họ là gì? Xin kết nối năng lượng với các bạn tụ hai. Thì mình thấy là các bạn tụ hai á, cái người của các bạn tụ hai á là cái người người yêu cũ ha. Mình thấy có thể là người yêu cũ và đây cũng có thể là bạn học cũ hoặc là một người bạn đã biết rồi. Và đây là một người ham học hỏi, họ cũng thích quan hệ giao tiếp rộng, và thích giao tiếp với mọi người. Thật họ cũng có cái sự thông minh, cái sự thông minh trí tuệ, suy nghĩ rất là logic, phân tích vấn đề rất là chắc chắn, cặn kẽ ha, và chi tiết. Và đây cũng là một người trung thực, có điều họ hơi hơi tự cao một chút thôi. Rồi đây là một người khá mạnh mẽ và có khả năng ăn nói, họ cũng nhiệt tình sáng tạo trong công việc ha. Và đây là một người khá là thu hút, điển trai, tuy nhiên thì hơi khô khan một chút. Mình thấy họ rất là tự tin ha, và có thể họ ở xa bạn nha. Và đây cũng là một người rất là, có thể là họ thích hoài niệm, họ nhớ thích nhớ về những chuyện xưa cũ, đồng thời họ cũng rất là có cái sự bao dung, muốn chia sẻ giúp đỡ người khác. Còn bạn bạn là một người thấu hiểu, bạn giàu cảm xúc, bạn điềm tĩnh, và bạn đồng thời bạn có cái trực giác cũng khá cao. Bạn biết thấu hiểu cho người khác, đồng thời bạn rất là thông thái ha. Bạn có thể cho những người khác những cái lời khuyên rất là hữu ích. Và bạn, mình thấy là bạn có một cái sự gia nhập vô một cái hội nhóm nào đó, hoặc là bạn có thể theo đạo nè. Hoặc là bạn có thể là một cái lãnh đạo, cũng giữ vị trí nào đó trong công việc ha, và có sếp, có cấp cấp dưới. Bạn có thể bạn là một người cho lời khuyên và dẫn dắt những người khác, giúp đỡ những người khác nữa. Bạn đang trên một cái hành trình, cuộc sống của mình, và bạn đang phát triển nó. Có thể bạn đang dự tính sẽ ra kinh doanh riêng, hoặc là bạn muốn sẽ có một cái dự án riêng nào đó cho cuộc sống của bạn ha, và bạn đang từng bước thực hiện nó. Bạn khá là vô tư, và bạn đang ở trong cái tâm trạng gọi là phấn chấn, hưng phấn, hào hứng với những cái mục tiêu mới của mình.
Hai bạn mình thấy có cái sự gây nhau nhau đau khổ đây rồi. Đây là một người có khá nhiều cái sự lựa chọn trong cuộc sống ha. Và hai bạn mình thấy là một người có cái có thể là một người có cái năng lượng nữ nó đây nè, là cuộc bà vua bà hoàng hậu kiếm, họ rất là sắc bén sắc sảo, lời nói thì hơi thẳng thắn và từng trải, họ cũng có một sự vui vẻ hớm hỉnh. Tuy nhiên nhiều khi nóng lên thì lời nói của họ sẽ gây sát thương rất là lớn cho người khác. Có thể là hai bên đã có sự tranh cãi mâu thuẫn ở đây, xung đột ở đây và đã gây ra đau ba kiếm cho nhau, đang cảm thấy đau khổ tổn thương. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là cái sự mâu thuẫn quá lớn ở hai bên ha, và họ đang cố gắng cân bằng giữa cái tình yêu và công việc, đang cố gắng sắp xếp cho nó cân bằng hơn trong cái cuộc sống của họ. Đồng thời mình thấy họ đang suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện tình cảm này, họ đang cảm thấy rất là buồn và suy nghĩ dành cái không gian riêng cho mình để suy nghĩ về cái chuyện tình này, xem cái hướng giải quyết sẽ như thế nào. Và họ đang để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, họ không có sự tác động gì hết. Và họ đang chỉ buông bỏ những cái kiểm soát, những cái chuyện cũ để bây giờ họ họ cố gắng thả lỏng cơ thể và suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, một cái chiều hướng khác để có thể sáng suốt hơn trong cái vấn đề này. Hôm nay hơi ồn nha, tại vì hàng xóm họ đang sửa nhà, các bạn hơi mong các bạn thông cảm nha. Hy vọng là nó không quá ồn cho các bạn, làm ảnh hưởng các bạn. Thì họ thấy bạn là một người rất là thông minh và có vẻ đẹp về tinh thần ha. Họ luôn có những cái suy nghĩ ngọt ngào cho bạn ha. Và họ hy vọng là bạn sẽ thấu hiểu họ nhiều hơn. Họ cảm ơn nếu mà bạn thực sự thấu hiểu, yêu thương họ. Và mình thấy là có thể là cái bạn tụ hai này có cái sự do dự khi lựa chọn giữa tụ một và tụ hai thì phải, cho nên hai bạn có cái năng lượng hơi là giống nhau. Suy nghĩ khó là cái người này thì họ rất là thương bạn, họ thấy bạn rất là thông minh và có những cái vẻ đẹp về cái tinh thần mà khó mà ai có được như bạn ha. Vừa rớt bài mình mới lụm lên. Họ muốn dẫn bạn đi trốn mà. Đi đến một nơi nào chỉ có hai người thôi, cách biệt cái thế giới, để cùng nhau trò chuyện, thấu hiểu nhau nhiều hơn. Và họ có một cái sự đam mê về thể xác, sự cuốn hút đối với bạn ha. Họ rất là thích chiều chuộng, rất là âu yếm bạn và thích có những cử chỉ thân mật với bạn. Họ rất là thích đôi chân của bạn nè, và họ rất muốn che chở bảo bọc cho bạn. Họ muốn có sự nỗ lực trong cái chuyện tình yêu này. Hai bên cùng nhau phát triển, cùng nhau xây dựng, cùng nhau học hỏi trưởng thành hơn trong chuyện tình yêu này. Và sẽ có những cái tín hiệu được đưa đến khi mà hai người có sự tương phùng với nhau. Các bạn tụ hai nên xem lại các bạn tụ một ha. Mình thấy năng lượng này cũng khá là giống nhau luôn á.
Và đây là một người rất là an toàn cho bạn để yêu ha. Very soon họ sẽ sớm quay lại với bạn và muốn kết nối lại với bạn ha. Và họ đã có cái sự thấu suốt trong cái suy nghĩ rồi, họ có sự rõ ràng trong quyết định của mình và họ muốn là muốn tiến đến bên bạn càng sớm càng tốt. Bây giờ tuy nhiên cái bây giờ hành động của họ cũng còn họ cũng còn băn khoăn suy nghĩ, họ cũng còn sợ điều điều nên chưa chưa hành động đâu. Họ có sự muốn có sự đoàn tụ với bạn ha, muốn có sự gọi là hai người cùng đi du lịch nghỉ mát với nhau trong tương lai. Và từ cái chuyện mâu thuẫn này họ muốn có sự hai người giống như là sự tha thứ, muốn sự tha thứ từ bạn và hai bên sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Và hai người sẽ trưởng thành hơn, trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ của mình. Họ đang cảm thấy rất là hối tiếc và mất ngủ trằn trọc nhiều đêm. Mất ăn, mất ngủ, băn khoăn, lo lắng, căng thẳng, chị chết. Họ cũng có khá nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống hiện tại, tuy nhiên thì họ chỉ tập trung vào bạn thôi. Và bây giờ thì mình thấy là họ đang tập trung vào công việc của họ rất là nhiều, có khá là nhiều công việc cho họ để làm và ha, để họ rất là tỉ mỉ và họ tập trung cao độ vào nó về nó. Và mình thấy là bây giờ thì họ đang dồn sức tập trung về công việc nhiều hơn bạn ha. Ở đây là một con người tử mỹ, chăm chăm chỉ, siêng năng trong công việc, đồng thời họ rất là ham học hỏi, siêng năng. Có thể là trong thời gian này họ sẽ tham gia một cái lớp học nào đó để nâng cao cái tay nghề của họ, nâng cao các kiến thức của họ ha. Họ có sự khởi đầu, họ có sự khởi đầu mới trong công việc, hoặc là họ muốn có một sự khởi đầu mới trong chuyện tình yêu của với bạn. Và họ có muốn có sự cân bằng hơn, hai người sẽ đối xử với nhau cân bằng hơn trong cái chuyện tình yêu ha. Và có sự vui đùa với nhau, ngây ngô, dễ thương, không vụ lợi như những đứa trẻ vậy đó. Và cái tình yêu này thì có sự ràng buộc, gắn kết với nhau, khó mà có thể cắt đứt được. Họ cái người này mình thấy họ suy nghĩ hơi bị nhiều luôn á, muốn rồi lại không, không rồi lại muốn, rồi 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 nhưng mà tương lai thì mình thấy thì họ sẽ quay về với bạn đó. Họ đang suy nghĩ nhớ về bạn rất là nhiều, họ sẽ quay về với bạn và họ sẽ dứt khoát hơn, lần này họ sẽ nhiệt tình hơn. Có thể là có một cái người phụ nữ nào đó sẽ có thể lớn tuổi giúp giúp cho hai bạn có sự kết nối lại với nhau, hoặc là họ thấy bạn là một người rất là thu hút, tự tin, can đảm, bạn biết yêu thương bản thân bạn, bạn nhiệt tình và bạn truyền lửa, truyền cảm hứng rất là cho rất là nhiều người trong công việc ha. Bạn rất là tự tin, sáng tạo và độc lập. Mà họ hy vọng là lần này họ sẽ chủ động tiến đến bên bạn. Và họ sẽ cái quyết đoán hơn, dứt khoát hơn, ý chí mạnh mẽ hơn, không có cái sự do dự suy nghĩ gì nữa đây, mà lần này họ sẽ chủ động để tiến về bên bạn, để hy vọng sẽ kết nối lại cái tuyệt tình này và có một sự khởi đầu mới trong cái chuyện tình này ha. Và
Cái chuyện này thì đòi hỏi phải có cái sức mạnh ý chí khá lớn. Dẹp qua những cái tự ti, những cái tôi thì mới có thể mà quay lại với nhau được ha. Và họ hy vọng là có sự sẽ thuần hóa, không dùng thuần hóa, sẽ thuyết phục được bạn. Đúng rồi, họ hy vọng sẽ thuyết phục được bạn để có thể bắt đầu có chuyện tình cảm này. Còn bạn muốn tha thứ cho họ hay không là quyền ở bạn ha. Một sự khởi đầu mới, giống như là làm lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu. Và có sự phiêu lưu trong chuyện tình cảm này, một sự khởi đầu mới và bất chấp khó khăn nguy hiểm, và họ hy vọng lần này bạn sẽ cho hai người một cơ hội. Wow, bạn thấy không? Và họ muốn là sẽ kết nối lại với bạn, hai người sẽ yêu thương đong đầy cảm xúc, thân mật. Giống như những người, giống như cặp đôi này, giống như Romeo và Juliet rất là yêu thương nhau ha, ngọt ngào đầm thắm. Và họ có thể lần này về họ sẽ có thể cho bạn một cái món quà bất ngờ. Mình thấy là như vậy. Hai cấp thì để mình coi coi. Hai cấp. Có thể mùa hè nha. Mùa hè là khoảng tháng 4, 5, tháng 4, 5, tháng 6 là họ sẽ có thể quay về bên bạn đó. Trong cái mùa hè. Hoặc là nếu mà nhanh nhất thì là tháng 2. Và họ muốn có cái sự kết nối là hai bên sẽ hòa hợp, yêu thương nhau, đầy cảm xúc lãng mạn với nhau nhiều hơn. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin cảm ơn các bạn. Xin chào. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn cái gói comfort màu xanh lá cây này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với các bạn tụ ba để xem hành động và suy nghĩ tiếp theo của họ là gì trong mối quan hệ này ha. Xin kết nối năng lượng với các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn dạt dào yêu thương, tràn đầy cảm xúc ha, luôn chia sẻ giúp đỡ cho những người khác. Bạn có những cái suy nghĩ khá là sáng tạo trong công việc ha, đồng thời bạn là người biết buông bỏ những cái suy nghĩ tiêu cực, bạn biết chấp nhận cho cái cuộc sống hiện tại. Bạn để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và bạn không có sự chống cự. Khi mà mọi thứ nó ùn ùn kéo tới với bạn thì bạn buông bỏ mọi thứ, bạn không có chống đối mà bạn sẽ cho xuôi theo dòng ha, để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Và bạn là một người rất là đam mê kiếm tiền, bạn là một người chắc chắn, cẩn thận, vững vàng, ổn định, và bạn có khả năng kiếm tiền rất là giỏi. Bạn làm việc khá là nguyên tắc ha, ít nói, nhưng mà bạn rất là thực tế và bạn rất là trung thực. Còn cái người của người mà của cái người của tụ ba là một người nhiệt tình, sáng tạo và giỏi. Hai bạn có một cái độ tuổi xem nhau thôi. Cái người của tụ ba là một cái người đã có những cái thành tựu trong cuộc sống, họ đã đạt được khá là nhiều cái vinh quang trong cái cuộc sống của họ, trong công việc của họ. Và đây là một người nhiệt tình, sáng tạo, tự tin và can đảm, một người đầy cái sự thu hút và rất là nồng nhiệt ha.
hơi có hơi nóng nảy. Tuy nhiên đây là một người khi mà đã chính khi đã muốn chinh phục bạn thì họ sẽ làm đến cùng. Và hai người mình thấy là đã từng có một cái quan hệ rất là hạnh phúc, yêu thương nhau và có sự hòa hợp với nhau rất là lớn, mật thiết với nhau. Và mình thấy là hai bạn có một cái sự ngắt kết nối rồi, đang dành cho nhau không gian riêng để suy nghĩ. Họ đang cảm thấy nuối tiếc buồn bã về những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và họ đang nhìn lại những cái kỷ niệm xưa. Họ đang cảm thấy hối tiếc vô cùng và hy vọng là những cái điều đó đã chưa chưa từng xảy ra với họ. Còn bạn thì bạn đang để mọi thứ diễn ra tự nhiên, bạn buông bỏ kiểm soát, buông bỏ những cái điều cũ. Bạn đang muốn được nghỉ ngơi, muốn được xả hơi, và bạn đang có đang cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ thấu đáo hơn. Và họ đang cảm thấy rất là cô đơn, lạc lõng trong cái mối quan hệ này ha. Họ cảm thấy buồn bã, đang chịu đựng cái giai đoạn rất là khó khăn, tuyệt vọng, giống như họ đang bị bỏ rơi vậy đó. Và họ đang tập trung vào công việc của họ nhiều hơn ha, khi mà họ để không có thể để không để hà cái suy nghĩ tiêu cực nó làm ảnh hưởng đến họ, mà bây giờ họ sẽ tập trung vào công việc kiếm tiền nhiều hơn. Đây là một người mình thấy là cũng có khá nhiều cái thành công trong cuộc sống, họ rất là giỏi luôn á, họ rất là giỏi kiếm tiền và họ có cuộc sống ổn định rồi. Tiền tài vật chất thì khỏi phải nói luôn. Đây là một người luôn nhìn thấy những cơ hội kiếm tiền, và có thể biến những giống như ông vua Midas, có thể đụng tới đâu là vàng, biến thành vàng tới đó vậy đó. Đây là một người rất là giỏi kiếm tiền, và có thể hai bạn là đã từng yêu nhau kiểu tình yêu sét đánh ha. Họ yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên, tuy họ hơi khô khan nhưng mà họ rất là yêu bạn. Họ cái người này họ cũng muốn rất là muốn bảo bọc chở che cho bạn. Tuy nhiên thì hai người đã có cái sự ngắt kết nối với nhau rồi, và mình thấy là chia tay rồi, và sẽ có một cái sự chuyển hóa ở đây để coi cái diễn biến tiếp theo thì sao ha. Và hai người đang cố gắng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này, trong cái trạng thái lo buồn, lo âu và phòng vệ, không muốn bị đau. Họ con người này họ chỉ tập trung vào công việc, bây giờ họ chú tâm vào công việc nhiều hơn. Và họ đang học hỏi rất là nhiều trong công việc của họ. Họ có thể mình thấy họ đang có một cái sự phát triển thêm một cái mảng nào đó mới trong cái công việc thì phải, và họ đang muốn là nói chuyện lại với bạn. Đây là một con người khá là nguyên tắc cứng rắn ha. Họ khá là nguyên tắc cứng rắn và họ khá là bảo thủ nữa. Thì họ hy vọng, họ đang đánh giá, nhìn lại cái quãng đường, cái khoảng thời gian mà hai người quen nhau, những kỷ niệm mà hai người đã có và những gì mà những kỷ niệm đã qua, và họ đang có sự suy tính để nghĩ ra cái cách để giải quyết trong cái tình trạng này. Họ đang xem xét rất nhiều, quan sát, và đồng thời họ đang suy nghĩ khá là nhiều, bởi vì hai bạn quen nhau cũng một thời gian cũng khá là lâu rồi. Họ muốn có một cái cơ hội, muốn đem đến một cái cơ hội mới trong cái chuyện tình cảm này, và họ đang cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và tình yêu. À.
Mình thấy cái chuyện tình yêu này có cái sự lệ thuộc, ràng buộc với nhau. Vào hôm nay ba tụ đều có cái sự liên kết với nhau đó. Thì bây giờ mình thấy là họ hy vọng là trải qua một cái sự là đúng rồi nè, devil trải qua một cái giai đoạn khó khăn trong chuyện tình yêu, sự tuyệt vọng thì sẽ là lúc có ngôi sao dẫn đường chiếu sáng, dẫn đường chỉ lối cho hai bạn. Sẽ có sự lạc quan tích cực lại trong cái mối quan hệ này ha. Họ muốn có sự san sẻ, chia sẻ, thấu hiểu với nhau nhiều hơn và có ánh sáng soi đường dẫn lối ha. Họ đã lấy lại được cái tinh thần, họ sẽ lấy lại được cái tinh thần và sẽ dành cho cái tình mối tình này một cái cơ hội lần thứ hai. Tuy nhiên họ vẫn còn khá là đau đớn vì cái sự tranh cãi, mâu thuẫn, xung đột giữa hai bạn. Thấy tạm thời là họ chưa có, họ còn buồn bã trong cái mối quan hệ này, chưa có đưa ra quyết định được. Họ muốn bắt đầu lại sự tái sinh và bắt đầu lại trong cái mối quan hệ này, nhưng mà trước tiên là hãy làm bạn ha. Hãy làm bạn với nhau trước và xem cái thái độ của nhau thế nào ha. Rồi họ cảm ơn vì bạn đã hiểu cho họ vì cái đề xuất làm bạn trước như thế này. Có thể là họ đã đau đớn quá nhiều cho nên họ chưa dám yêu lại từ đầu, họ sợ bị đau thêm lần nữa bạn ha. Có sự tái sinh và bắt đầu mới nhưng mà không phải là tình yêu mà là tình bạn trước. Đây là một con người kỹ ha. Một con người rất là kỹ tính, họ sợ sợ phải đau khổ vấp ngã lần nữa thì họ sẽ đau khổ lắm, tại vì họ đang trong tình trạng rất là tiêu cực, đau khổ buồn bã mà. Có sự tìm hiểu qua lại, tìm hiểu lại với nhau hả? Rồi bây giờ mình thấy là bạn nên yêu bản thân bạn trước đi ha. Sẽ có giây phút vui vẻ với nhau, nếu như là bạn thì có hai bên sẽ có những cái giây phút vui vẻ lại với nhau, tìm hiểu qua lại với nhau. Rồi hãy yêu bản thân bạn trước. Họ cũng muốn bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn đi, thay vì mình bị mắc kẹt những cái mớ bồng bông này thì bây giờ mình giải thoát, mình sống cho mình ở hiện tại trước, mình phát triển sự nghiệp cá nhân tài chính của mình trước, rồi mình yêu bản thân mình học thêm những điều mới và mình trưởng thành hơn trong cái suy nghĩ sau những cái đổ vỡ va vấp, thì mình học được những cái bài học và từ đó mình sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình và sau này mình sẽ không phải gặp cái lỗi đó một lần nữa ha. Rồi để trả lời cho cái câu hỏi là suy nghĩ và hành động tiếp theo của họ là gì, thì cái suy nghĩ của họ là bây giờ họ chỉ tập trung vô công việc thôi và họ nếu mà có quay lại thì họ muốn một cái sự khởi đầu mới, là bắt đầu từ tình bạn trở lại, bắt đầu một cái tình bạn và hai người có sự thay đổi thái độ với nhau và thấu hiểu cho nhau hơn.
mình không biết là nó sẽ diễn biến có hàn gắn lại yêu lại như xưa hay không thì mình không biết, nhưng mà người này họ đang sợ đau, họ sợ phải đấu tranh lần nữa, lại phải mâu thuẫn gay gắt với nhau lần nữa. Và con người này thì họ cảm thấy yêu tốn quá nhiều thời gian của họ, và bây giờ họ chỉ tập trung vào công việc mà thôi. Họ đang dồn sức kiếm tiền vì họ thấy yêu quá đau khổ với họ đi. Họ đã lấy lại được tinh thần, nhưng mà cái tinh thần này là bắt đầu một cái khởi đầu mới, là họ muốn yêu bản thân họ hơn, họ muốn phát triển bản thân, công việc, sự nghiệp của họ hơn bây giờ, hơn là chuyện tình cảm mà nha. Thì thôi, họ đã tính như vậy rồi thì thôi bây giờ mình kệ đi. Thì mình phát triển bản thân của mình phát triển công việc, sự nghiệp của mình cũng có chuyện riêng, công việc riêng, đời sống riêng của mình vậy, đúng không? Thì bạn hãy trở thành một cái con người hoàn hảo, phiên bản tốt nhất của bạn đi, rồi theo sau này thiếu gì cơ hội không, người này thì cũng người kia, đời còn dài mà. Thì khi một cánh cửa đóng lại thì vẫn còn những cánh cửa khác mở ra với bạn. Thì bạn khi bạn giỏi rồi, bạn có đủ tài chính sự nghiệp, bạn có khả năng tự kiếm tiền, tự lo bản thân, thì bạn tha hồ bạn lựa chọn, chọn một người phù hợp với bạn. Và lúc đó thì bạn đã trưởng thành rồi, bạn biết cách đối nhân xử thế rồi, thì cũng nhờ họ cho bạn nhiều kinh nghiệm bài học. Thì bây giờ bạn đã biết thế nào là yêu, bạn biết cách đối xử người yêu ra sao, và bạn trưởng thành hơn. Thì bạn bây giờ bạn nên tha thứ cho bản thân đi, tha thứ cho những cái gì mà bản thân mình đã gây ra. Thì bây giờ mình lấy đó làm kinh nghiệm và mình không tái phạm nữa. Và bây giờ thì mình chỉ dành cho bản thân mình là sự ưu tiên đầu tiên. Khi mà bạn yêu thương bản thân bạn thì sẽ có người khác đến yêu thương bạn, cũng giống như bạn yêu thương bản thân mình vậy đó. Thì em, nếu mà không ai quan tâm mình thì mình tự quan tâm bản thân mình mua cho mình những điều mình mong muốn nè, mình đi làm đẹp, mình xong mình làm đẹp cho bản thân, chăm sóc da, chăm sóc tóc. Mình có một cuộc sống tích cực, lạc quan thì mọi thứ tích cực nó sẽ kéo đến với bạn thôi. Khi mà bạn có năng lượng cao thì những cái bạn sẽ thu hút những điều may mắn, hạnh phúc đến với bạn, và một người đúng sẽ đến với bạn ha. Rồi, cố gắng lên các bạn tụi ba. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụi ba ở đây. Và nếu các bạn yêu quý kênh thì hãy đăng ký bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin kính chào các bạn.